Tị nạn là Kỵ Huyết. Chẳng rõ tại sao báo chí Việt Nam khi viết về hai diễn viên Quang Kế Huy và Hồng Châu đều không hề đề cập đến nguồn gốc tị nạn của họ. Có báo sửa tài tử Quang Kế Huy từ gốc Việt thành gốc Á hay gốc Hoa. Ít ai chú ý rằng trong danh sách được đề cử giải Oscar năm nay còn có tên của một minh tinh khác cũng gốc Việt là Hồng Châu. Cô ấy cũng là một người tị nạn, Hồng Châu, theo các trang điện ảnh Mỹ, sinh ra ở trại tị nạn Thái Lan vào năm 1979. Trang Wiki mô tả chuyến vượt biên đầy nguy hiểm năm 1979. Gia đình cô là một trong số những thuyền nhân rời bỏ đất nước xuyên suốt chặng đường vượt biên. Bố cô bị bắn suýt chết trong khi mẹ đã mang thai cô được 6 tháng. Gia đình Hồng Châu được một nhà thờ Công giáo bảo trợ và định cư ở New Orleans. Cô ấy theo học điện ảnh ở Đại học Boston và theo đuổi sự nghiệp màn bạc cho đến nay. Ngoài những giải thưởng lớn trước đây, được đề cử giải Oscar là một vinh dự và một thành tựu đối với Hồng Châu. Báo chí Việt Nam có những bài viết về Hồng Châu và Quang Kế Huy, nhưng điều đáng chú ý là họ tránh đề cập đến nguồn gốc tị nạn của họ. Những bài viết nhân dịp họ được đề cử hay nhận giải thưởng chỉ viết chung chung như sang Mỹ định cư. Chẳng hạn như đối với Quang Kế Huy, có báo viết như sau: Quang Kế Huy là diễn viên gốc Việt, còn được biết đến với nghệ danh Jonathan Kế Quang. Nam diễn viên sinh ra tại Sài Gòn vào năm 1971, nhưng sớm cùng gia đình di cư sang Mỹ từ năm 1975. Thật ra, anh ta cùng thân phụ vượt biên vào năm 1978. Một số báo thoạt đầu đề cập đến Quang Kế Huy là diễn viên gốc Việt, nhưng một ngày sau thì đổi thành gốc Á hay gốc Hoa. Động thái của báo chí Việt Nam liên quan đến Quang Kế Huy và Hồng Châu rất khác với trường hợp ca sĩ Sun Gita Kaur, Mai Xuân Loan, người mới được trao giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá. Báo chí Việt Nam có vẻ rất tự hào về cô ấy như là một người gốc Việt. Cha mẹ cô ấy là người Việt tị nạn và cô ấy sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Có lẽ điều khác nhau giữa hai người là Quang Kế Huy nhắc đến thân phận tị nạn của mình trước thế giới. Câu chuyện thuyền nhân tị nạn vào thập niên năm 1970 và năm 1980 là một chương sự lớn và tang thương của dân tộc. Gần đây, chính phủ Việt Nam kêu gọi mấy người làm phim ở Nam Hàn hãy tôn trọng lịch sử. Tôi thiết nghĩ nếu mình kêu gọi người ngoài tôn trọng lịch sử, thì mình trước tiên hãy tôn trọng lịch sử của nước mình. Thật sự là báo phương Tây vẫn ghi anh ấy là một diễn viên Mỹ gốc Việt, Vietnamese born American actor, có cha mẹ gốc Hoa. Anh ấy sinh ở Sài Gòn vào năm 1971 và chắc từng mang quốc tịch Việt Nam trước khi vượt biên tìm tự do. Anh ấy mang một cái tên rất Việt, Huy. Anh ấy nói tiếng Việt. Khi sang Mỹ, gia đình anh ấy sống trong khu đông người tị nạn gốc Việt. Do đó, cách báo chí Mỹ và phương Tây đề cập đến anh ấy như là một diễn viên Mỹ gốc Việt theo tôi là bình thường. Những tranh cãi về người Mỹ gốc Việt và người Mỹ gốc Hoa không thể làm lu mờ sự thật. Anh ấy là người tị nạn từ Việt Nam. Tôi nghĩ thế giới chú ý đến anh ấy vì thân phận tị nạn, chứ không phải anh vì là người gốc Việt hay gốc Hoa. Tôi nghiệm ra là đối với người phương Tây, những chữ như tị nạn và tìm tự do có thể gây cảm xúc rất mạnh. Có lẽ từ trong tiềm thức, những người sinh ra và lớn lên trong những nước có lịch sử tương đối trẻ như Mỹ và Úc, họ nhìn người tị nạn đi tìm tự do là tấm gương phản chiếu của những thế hệ ông cha đầu tiên cũng đi tìm tự do và vươn lên từ nghịch cảnh. Cuộc đời và sự nghiệp của Quang Kế Huy là khá tiêu biểu của những người đi tìm giấc mơ Mỹ. Đó là giấc mơ được sống trong một xã hội tôn trọng các giá trị như dân chủ, nhân quyền, tự do và bình đẳng.
là môi trường mà trong đó mọi người, bất kể xuất thân từ thành phần nào, đều có thể thành công, có cuộc sống tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn, thịnh vượng hơn qua làm việc chăm chỉ. Tuyệt đại đa số người tị nạn Việt Nam, bất kể là người gốc Hoa hay Việt thuần túy, đến Mỹ thời thập niên năm 1970, năm 1980 đều nghèo hay rất nghèo. Có rất nhiều người đến Mỹ với hai bàn tay trắng sau một cơn biến động lịch sử. Họ không biết tiếng Anh, ấy vậy mà họ đã sống sót, ổn định và vươn lên. Theo tôi biết, có nhiều văn nghệ sĩ gốc Việt tị nạn đã thành danh ở Mỹ. Dù họ ít khi nào nhắc đến quá khứ tị nạn của mình, không nhắc đến không có nghĩa là quên. Những người từ Việt Nam đến Mỹ sau này không thể nào cảm nhận được những khó khăn của người tị nạn thời đó. Và điều này cũng dễ hiểu vì họ không được dạy về chương sử đau buồn thời đó. Nhưng họ nên biết rằng người ta có câu, những kẻ nào quên lịch sử sẽ bị buộc lặp lại lịch sử. Ngày nay, có khá nhiều người Việt Nam xin đi định cư ở các nước như Mỹ, Úc, Canada bằng tiền. Những người có nhiều tiền có thể thành đạt ở nước ngoài, nhưng họ không bao giờ nhận được sự ngưỡng phục như những thuyền nhân thành đạt như Quan Kế Huy. Điều này đặc biệt đúng ở các xã hội như Mỹ và Úc. Có lẽ họ, tức những người vươn lên từ nghịch cảnh, là hiện thân của giấc mơ Mỹ. Còn những người giàu có thường bị công chúng nhìn với sự nghi ngờ của Honoré de Balzac, đằng sau mỗi tài sản kết xù đều là một tội ác. Thưa quý vị, đây là bài viết của Nguyễn Tuấn. Thùy Dương xin dừng cái video lại ở đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe phần chia sẻ này của Thùy Dương. Đừng quên nhấn giúp cho Thùy Dương cái like. Và nếu quý vị chưa nhấn ghi danh kênh thì hãy nhấn ghi danh để theo dõi những video tiếp theo của Thùy Dương. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.